Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là chiếc xe Hyundai Elantra quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 1.6 số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 9.001 km rồi quý bạn ạ. Ở cái phiên bản số tự động này thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra này là rất nhiều option, ví dụ như là khóa thông minh, đề nổ start stop, ghế da, cửa nóc, đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày, đèn gầm, đầy đủ các option rồi. Điều hòa tự động hai vùng độc lập đấy quý bạn nhé, và 6 túi khí. Và thưa với quý vị bạn, với nhiều option như thế này rồi nhưng chủ xe cũng đã độ thêm bộ loa này cũng hơn 30 triệu nữa quý bạn nhé. Lát nữa tôi cho quý vị bạn xem về cái phần loa mà chủ xe đã độ thêm từ loa và âm ly cho chiếc xe này rồi ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không gặp nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 2016 này chúng tôi đang bán với giá là 486 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 2016 này ạ. Mời quý vị và các bạn.